Hương vị cam và quế luôn đi kèm với nhau trong ngành đồ uống, nên tôi sẽ không thấy lạ khi gặp bạn mặc dù không làm pha chế nhưng vẫn có thể biết tới món trà cam quế. Bài học hôm nay, trà cam quế đá. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi các bạn được học những công thức đồ uống cô thấp lại cao. Bước 1, ủ trà. Cho một tép trà quế vào bình lọc. Rót 120ml nước sôi vào bình. Ủ trong 5 phút. Hoàn thành. Bước 2, tạo vị và làm lạnh. Bỏ tép trà. Cắt đôi quả cam. Thái một lát cam. Vắt nửa quả cam. Cho thêm 25ml đường. Rót nguyên liệu vào bình lọc. Cho 2 viên đá to vào. Lắc bình lọc. Rót ra cốc. Hoàn thành bước 2. Bước 3, trang trí và phục vụ. Thả một lát cam tròn và thanh quế lên miệng cốc.
phục vụ kèm ống hút dài. Hoàn thành. Bước 1. Ủ trà. Cho một tép trà quế vào bình lắc. Rót 120ml nước sôi vào bình. Ủ trong 5 phút. Bước 2. Tạo vị và làm lạnh. Cắt đôi quả cam. Cắt một lát cam tròn. Vắt nửa quả cam lấy 25ml nước cốt cam. Rót 25ml nước cốt cam và 25ml đường vào bình lắc. Cho 2 viên đá vào bình lắc. Lắc bình lắc. Rót ra cốc. Bước 3. Trang trí và phục vụ. Thả một lát cam tròn và thanh quế vào cốc. Phục vụ kèm ống hút dài.